đầu tiên, xin cho phép tôi được đại diện tất cả quý phụ huynh khối 12 gửi đến quý vị đại biểu, ban giám hiệu, quý thầy cô cùng tất cả các em học sinh lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị, lễ tri ân và trưởng thành được xem là một cột mốc quan trọng ghi lại dấu ấn sâu sắc nhất của các em học sinh trước khi rời khỏi ghế nhà trường. Trong giờ phút thật sự xúc động này, xin cho phép tôi được đại diện tất cả quý phụ huynh khối 12 bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của mình đối với thầy cô đã dạy bảo các em trong suốt 3 năm qua. Những người thầy, những người cô đã thầm lặng cho các em lớn lên bằng tri thức và giúp các em trưởng thành hơn trong cuộc sống của mình. Tôi tin chắc rằng trên bước đường đi trong tương lai, các em sẽ mãi mãi nhớ đến hình ảnh thầy cô. Một lần nữa, tôi xin được gửi đến ban giám hiệu cùng với thầy cô lời cảm ơn chân tình nhất. Các cháu học sinh yêu quý, thời gian thấm thoát trôi đã 18 năm, các con đã lớn lên trong tình yêu thương bảo bọc của cha mẹ và sự dạy bảo của thầy cô giáo. Vì thế, các con hãy ghi nhớ và biết ơn những gì các con đã được nhận. Và đến hôm nay, các con hãy cho cha mẹ và thầy cô niềm hạnh phúc, sự hãnh diện tự hào được nhìn thấy các con đã thực sự khôn lớn và trưởng thành. Hãy sống với trách nhiệm và hoài bão, hãy thật sự ý chí và nghị lực để biến những kỳ vọng ước mơ của bản thân trở thành hiện thực. Khi làm được điều đó, các con mới thật sự thể hiện được một cách thiết thực nhất lòng tri ân vô hạn của mình đối với mẹ cha và thầy cô kính yêu. Các con thương yêu, lát nữa đây, khi buổi lễ kết thúc cũng là lúc các con về xa mấy trường trung học phổ thông Trần Văn Thời đầy kỷ niệm. Để bước tiếp con đường đi các con đã chọn, ở phía trước các con còn một chặng đường dài đầy những thử thách. Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia đang chờ đợi các con, thời gian không còn dài nữa. Các con hãy cố gắng làm chủ bản thân mình bằng nỗ lực trong học tập để mang lại kết quả thật tốt. Tương lai đang chờ đón các con. Trên chặng đường đầy thử thách này, các con không hề lẻ loi, bởi phía sau các con luôn có sự dõi theo của cha mẹ và thầy cô giáo. Hãy vững lòng tin để đến với ước mơ và hoài bão của mình các con nhé. Lời cuối cùng, tôi xin gửi đến quý vị đại biểu, ban giám hiệu cùng quý thầy cô trường trung học phổ thông Trần Văn Thời thật nhiều sức khỏe để tiếp tục trách nhiệm thiêng liêng cao quý trong sự nghiệp trần người. Chúc các em thành công kỳ thi sắp tới và vững bước trên con đường tương lai. Chúc buổi lễ thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Xin cảm ơn những lời tâm tình của đại diện cha mẹ.